Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 137 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi lắng nghe. Lúc bây giờ, Kỷ Linh cũng mang theo một tòa thuần xưng tiên phủ tùy thân. Bên trong tiên phủ còn có một phân thân bản tôn của Kỷ Linh. Đương nhiên, bởi vì là chủ nhân cho nên Kỷ Linh đã tiến hành cách ly khu vực trong tiên phủ. Tạm thời, hắn không muốn để cho một phân thân khác bạo lộ ra, cũng không muốn để cho Tụ Kha Thiên Thần biết được. Bởi vì trong tam giới, người biết rõ bí mật này cũng không có mấy ai. Vèo, cưỡi như ý linh xả toa theo cầu gỗ không ngừng tiến lên, bông tuyết bay lượn bao phủ thiên địa vô tận. Cảnh sắc ở đây thật là đẹp, Kỷ Linh cười nói. Không ngừng đi tới, đã qua trọn vẹn hơn một canh giờ, như ý linh xả toa mạnh mẽ dừng lại. Sắc mặt Kỷ Linh khẽ biến, nhanh chóng nhìn về phía trước. Ở phía trước nơi xa xa, trên cây cầu có một đầu viên hầu tóc vàng đang ngồi trên đó. Trước mặt đầu viên hầu tóc vàng này có một cây trường côn đang tản ra uy áp, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật lợi hại. Giờ phút này đây, viên hầu tóc vàng đang khoanh chân ngồi đó, cái cằm nâng lên, dường như đang nhàm chán đợi chờ Kỷ Linh tới vậy. Cuối cùng cũng đã tới rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi đấy. Viên hầu tóc vàng đứng dậy, duỗi lưng một cái nói, tốc độ phi hành của bảo vật của ngươi cũng quá chậm đi. Tâm ý của Kỷ Linh khẽ động, nhanh chóng thu hồi như ý linh xà toa, đáp xuống trên cầu gỗ. Hai tay đều nắm lấy một thanh thần kiếm huyết sắc. Hắn nhìn về phía bản tôn của Tuyết Ma. Tuy rằng khí tức của bản tôn Tuyết Ma mạnh hơn nhiều phân thân, thế nhưng dường như khí tức còn không mạnh bằng bản tôn Dạ Xoa Hải Tộc được. Sao rồi, có phải ngươi đang suy nghĩ khí tức của ta tương đối yếu phải không? Tuyết Ma cười quái dị nói, cũng đừng so sánh với ta, với tên Dạ Xoa kia. Dạ Xoa ngu xuẩn kia, ngay cả lực lượng của mình cũng không thể khống chế được tuyệt đối, chỉ thuần túy dựa vào man lực mà làm sằng làm bậy mà thôi. Mà ta thế nhưng lại có thể khống chế một tia lực lượng, thu liễm khí tức, thay đổi khí tức, thay đổi dung mạo, cái gì ta cũng có thể làm được. Biến, bản tôn của Tuyết Ma lập tức đã biến thành Tụ Kha Thiên Thần. Lại biến, rồi lại biến ra Kỷ Linh, khí tức giống như đúc. Kỷ Linh thấy thế thầm giật mình, đây quả thực là thủ đoạn của Bát Cửu Huyền Công. Cho nên tiểu tử, cường giả chân chính là không thể nhìn vào từ bên ngoài, nghe chưa? Bản tôn Tuyết Ma cười nói, càng là cường giả thì càng phải biết thu liễm khí tức của mình, thậm chí sẽ tựa như là cỏ cây đất đá bình thường, ngay cả một điểm uy áp cũng không có. Kỷ Linh không khỏi gật đầu, đúng là như vậy. Như nguyên lão nhân mà hắn đã từng gặp được, lúc trước nguyên lão nhân đã hóa thành một lão hòa thượng, lúc ấy quả thực dường như hắn đã nghĩ rằng đối phương là phàm nhân, hoàn toàn không cảm giác được một chút khí tức uy áp nào cả. Đến đây đi, đến đây đi, đem thủ đoạn của ngươi làm ra để cho ta xem một chút nào. Bản tôn Tuyết Ma hô lớn, ra. Trong mắt của Kỷ Linh có lệ mang lóe lên, ở trong quanh đột nhiên xuất hiện trọn vẹn 729 thanh thuần dương tiên kiếm. Tiên kiếm phập phồng bất định, đồng thời cũng có một lượng lớn pháp lực rót vào trong đó, trải qua chuyển hóa ngưng tụ lại hội tụ thành một thanh ngọc kiếm vô cùng sắc bén ở trước người Kỷ Linh. Ồ, dường như cũng có chút thủ đoạn nha. Tuyết Ma cầm trường côn màu vàng, miệng cười tủm tỉm, mí mắt của Kỷ Linh nhấc lên. Xoẹt, ngọc kiếm tức thì phá không mà đi, để lại trên không trung một đạo hồng quang. Ngọc kiếm quỷ dị khó lường, tức thì chém về phía Tuyết Ma. Phanh! Tuyết Ma mang theo trường côn màu vàng, trường côn chấn động một cách đơn giản là đã đập vào bên trên ngọc kiếm. Ngọc kiếm lập tức bị nghiền nát. Ồ, Kỷ Linh biến sắc. Đi! Từng thanh ngọc kiếm liên tiếp bay ra, Tuyết Ma lại nhàn nhã cất bước tiến lên phía trước. Trường côn màu vàng tùy ý chấn động mấy lần, côn ảnh hóa thành một cái vòng tròn, rất đơn giản đập vào một thanh ngọc kiếm nhìn như huyền diệu khó lường. Tiếng phành phành vang lên, lại có ba thanh ngọc kiếm liên tiếp bị đập vỡ. Ngươi chỉ biết một chiêu này thôi sao? Bản tôn Tuyết Ma trừng mắt, rất là bất đắc dĩ nói. Ê, như vậy cũng quá không có ý nghĩa rồi. Nói xong, Tuyết Ma mang theo trường côn màu vàng bỗng nhiên chạy tới, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng.
vô ảnh thức của ta quỷ dị khó lường, phối hợp với đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng, không ngờ lại bị hắn dễ dàng ngăn cản được, xem ra nhất định phải dùng tâm lực rồi. Kỷ Linh cũng không nghĩ tới lại bị bức bách đến nước này, chỉ thấy trước người hắn lại lần nữa ngưng tụ thành một thanh ngọc kiếm, lại một lần hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp chém giết về phía bản tôn của Tuyết Ma. Tuyết Ma nhanh chóng tránh né, ngọc kiếm phá không, cả hai lập tức đối đầu. Chết đi! Ý niệm trong lòng và trong đầu của Kỷ Linh hòa vào làm một, tâm lực ẩn chứa trong ngọc kiếm bạo phát, uy năng tốc độ của ngọc kiếm lập tức tăng vọt, càng thêm nhanh chóng, mang theo một đường vòng cung quỷ dị khó lường, chém về phía bản tôn của Tuyết Ma. Ồ! Rốt cuộc trên mặt bản tôn Tuyết Ma hiện lên vẻ nghiêm túc và trang trọng, tay luôn cầm trường côn, lúc này lập tức xuất hiện cây trường côn thứ hai trên tay còn lại. Vèo vèo, trường côn run lên, trên không trung lập tức xuất hiện từng vòng, chỉ thấy khí lưu hai màu đen trắng nhàn nhạt tức thì xuất hiện ở bên trên trường côn. Phanh, lại lần nữa đập vào bên trên ngọc kiếm của Kỳ Linh, cho dù là ngọc kiếm ẩn chứa tâm lực tầng thứ tư nhưng vẫn bị nện nát bấy như trước. Rất có ý tứ. Hai mắt của bản tôn Tuyết Ma sáng rực lên nói: Lại đến đây. Chỉ thấy bản tôn Tuyết Ma nhanh chóng chạy tới. Lúc hắn phi tới, ngay cả bộ pháp cũng rất là quỷ dị khó lường, khi thì bên trái, khi thì phía bên phải, dọc theo tuyến đường khúc chiết không ngừng tới gần. Hiển nhiên bản tôn Tuyết Ma đã chăm chú, ngay cả tâm lực tầng thứ tư cũng bị hắn ngăn cản sao? Trong lòng Kỷ Linh cảm thấy mát lạnh, mỗi một lần dùng tâm lực sẽ có tiêu hao rất lớn, mà hắn cũng chỉ có thể thả ra được hơn 10 kiếm mà thôi. Đi! Kỷ Linh lại cắn răng một cái, lại là liên tiếp ba đạo ngọc kiếm bắn ra, trong đó cũng chỉ có một đạo ngọc kiếm ẩn chứa tâm lực tầng thứ tư. Như thực mà hư, như hư mà thực. Bản tôn Tuyết Ma điên cuồng cười lớn. Phành phành phành. Liên tiếp có ba tiếng nổ vang vọng, cho dù một đạo trong đó đột nhiên bộc phát uy năng, thế nhưng cũng bị đánh cho nát bấy. Cái gì? Kỷ Linh lập tức ý thức được lần này phiền toái lớn rồi. Mà lúc này đây, bản tôn của Tuyết Ma đã giết đến trước người. Kỷ Linh bất chấp tất cả, thu những cái phi kiếm thuần dương kia lại, đồng thời nhoáng một cái, thân thể đã hóa thành ba đầu sáu tay, nắm lấy sáu thanh thần kiếm giết tới chỗ bản tôn của Tuyết Ma. Keng! Dưới côn pháp mạnh mẽ, trong tích tắc khi giao thủ, Kỷ Linh đã bị đánh cho bay ra bên ngoài. Lực lượng rất mạnh. Kỷ Linh bay ngược về phía sau, trực tiếp đụng vào bên trên mặt biển đang đóng băng. Phanh một tiếng, mặt biển đóng băng lắc lư rung động, thế nhưng lại không hư hao một chút nào. Kỷ Linh thì lăn lộn ở phía trên, về sau lại nhanh chóng bay lên. Ta không thi triển trích tinh thú, chỉ sợ trên phương diện lực lượng sẽ không có cách nào so đấu cùng với hắn ta. Kỷ Linh cảm thấy có chút đau đầu. Trích tinh thủ tiêu hao thần lực quá nhanh, ba đầu sáu tay vốn chỉ là tăng chút lực lượng, tăng thêm sáu thanh thần kiếm, đối phương mới chỉ dùng một cái trường côn màu vàng. Kỷ Linh nghĩ lấy nhiều đánh ít, có lẽ hắn có thể chiến thắng, ai ngờ vừa mới đối mặt đã bị đánh bay như vậy. Tuy rằng lực lượng so ra kém với bản tôn của Dạ Xoa hải tộc kia, thế nhưng so với ta cũng mạnh hơn nhiều. Côn pháp cũng huyền diệu khó lường, bộ pháp thân pháp lại kinh người, quả thực không hề có chút sơ hở nào. Tụ Kha sư huynh đối mặt với Tuyết Ma, không ngờ lại có thể dựa vào thân pháp để né tránh, quả thực là lợi hại. Đến giờ phút này, Kỷ Linh mới ý thức được tới thân pháp của Tụ Kha thiên thần kinh người tới cỡ nào. Ta phải lợi dụng ưu thế của ta thôi. Kỷ Linh chỉ có thể dùng một chút tâm kế mà thôi. Bản tôn của Tuyết Ma lại điên cuồng cười lớn, nhảy lên rồi xông ra chỗ cầu gỗ, bay thẳng đến chỗ Kỷ Linh ở bên trên mặt băng mà đập tới. Ba đầu sáu tay của Kỷ Linh cầm sáu thanh thần kiếm trong tay, khi bản tôn Tuyết Ma đến trước người thì hắn lập tức hành động. Đối mặt với một côn bổ tới, Kỷ Linh cũng không quan tâm, sáu thanh thần kiếm của hắn đều đập tới trên người bản tôn Tuyết Ma. Ngươi đánh ta, cho dù lện vào ta, thế nhưng ta ỷ vào bất kiểu huyền công căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần thần kiếm của ta đánh chết ngươi, như vậy cũng coi như thành công rồi. Vì thành công, thậm chí Kỷ Linh còn đồng thời thi triển ra trích tinh thủ, sáu cánh tay đều bộc phát ra uy năng kinh người. Ha 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 ha. Trường côn trong tay bản tôn Tuyết Ma mạnh mẽ xoắn một cái, khí lưu hai màu đen trắng kia lại lần nữa hiện ra, tạo thành vòng xoáy cực lớn, đem sáu thanh thần kiếm của Kỷ Linh đều quấn vào trong đó.
Sau đó bản tôn tuyết ma cầm trường côn mạnh mẽ mà bổ một phát. Phanh! Trường côn nện vào trên 6 thanh thần kiếm, lại đập vào chân thần thể của kỳ linh, khiến cho kỳ linh bay ngược về phía sau. Thanh âm đụng vào mặt băng vang vọng, lần này mặt băng cũng tành tạch, rạn nứt ra vô số vết nứt. Sao lại nhanh như vậy được? Kiếm pháp của ta đã rất nhanh rồi, 6 thanh thần kiếm phân biệt công giết, không ngờ lại đều bị hắn chặn được. Sau khi kỳ linh đụng vào bên trên mặt băng, lại bay lên đứng lơ lửng trên không trung, thế nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập vẻ không thể tin được. Vừa rồi tất cả ba đầu sáu tay của hắn đều thi triển trích tinh thủ, không ngờ lại dễ dàng bị đối phương nghiền áp như vậy. Loại chênh lệch trên thực lực này khiến cho kỳ linh cảm thấy rất là khó chịu. Tâm lực cuối cùng cũng chỉ là một loại lực lượng hư vô mờ mịt mà thôi. Mà cận chiến, lực lượng là một phương diện, quan trọng hơn là kỹ xảo chiến đấu. Trong lòng kỳ linh than thở, hắn đã sớm nhìn ra được bản tôn của đầu tuyết ma này nắm giữ thái cực chi lực, khiến cho đầu tuyết ma này có kỹ xảo chiến đấu vô cùng cao siêu. Kiếm lực của hắn dù sao cũng chỉ là tầng thứ 3, mà luận kỹ xảo, minh nguyệt kiếm thuật hoàn toàn không theo kịp được côn thuật của đối phương. Kỹ xảo chiến đấu chênh lệch quá lớn, mặc dù có ba đầu sáu tay, thế nhưng vẫn bị nghiền áp như cũ. Đến đây, lại đến đây. Bản tôn của tuyết ma lại đánh tới, hưng phấn, cầm trường côn màu vàng trong tay, lại lần nữa gào thét mà đến. Kỳ linh cũng đáp xuống, lại lần nữa đánh tới. Keng keng, rầm rầm rầm. Cả hai bọn họ điên cuồng chém giết ở bên trên mặt biển đang đóng băng. Ngẫu nhiên kỳ linh bị oanh kích lui về phía sau. Thế nhưng ỷ vào bắt kiểu huyền công, hắn vẫn có thể đối công cùng với đối phương được. Đồng thời hắn cũng phải duy trì trích tinh thủ thời thời khắc khắc, bằng không mà nói kiếm của hắn đụng một cái thì cũng sẽ bị đối phương đánh bay. Trên lực lượng có chênh lệch quá lớn, sau khi thi triển trích tinh thủ mới có thể đền bù được chênh lệch mà đối công. Ngẫu nhiên kỳ linh còn bộc phát tâm lực, khiến cho bản tôn của tuyết ma cũng chịu một ít vết thương nhẹ. Chỉ là bản tôn tuyết ma có thể hóa thành vô số bông tuyết, lại có thể ngưng tụ mà thành, những vết thương nhẹ này căn bản vô dụng đối với hắn. Rất có ý tứ, lực lượng của ngươi lại có thể đột nhiên bộc phát ra, mà một chút phát giác ta cũng không cảm nhận được. Có phải là tâm lực hư vô mờ mịt ở trong truyền thuyết hay không vậy? Tuyết ma một bên công sát, một mặt vẫn còn rảnh rỗi hỏi hắn. Kỳ linh thì cắn răng mà tấn công. Lần thứ nhất hắn đối mặt với đối thủ cùng cấp độ mà lại hoàn toàn bị áp chế. Luận lực lượng, luận thân pháp, luận kỹ xảo cận chiến, tất cả mọi thứ hắn đang ở dưới thế hạ phong. Nhanh, nhanh hơn nữa nào. Ngũ bảo kiếm thuật nói không sai, nhanh đến mức tận cùng thì sẽ không thể ngăn cản được. Năm đó tốc độ của Kim Ô Yêu Hoàng nhanh đến mức tận cùng, đại năng giả thượng cổ cũng không có cách gì làm gì được hắn. Vẫn là hậu nghệ, dựa vào mũi tên mới có thể đánh chết được. Chỉ cần kiếm của ta rất nhanh thì hắn ta cũng sẽ không ngăn cản được. Kỳ linh nghĩ vậy, điên cuồng tấn công. Hắn hoàn toàn không buông tay, chỉ để ý tới tấn công mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ dùng hai chiêu, theo thứ tự là vô ảnh thức và tích huyết thức. Tuy nhiên ở bên trong minh nguyệt kiếm thuật, thức tấn công có những ba chiêu: vô ảnh thức, tích huyết thức và thiên băng thức. Thế nhưng thiên băng thức là dựa vào lực lượng để nghiền áp. Ở bên trên phương diện lực lượng, kỳ linh chênh lệch với đối phương rất nhiều. Thứ bản tôn đầu tuyết ma này dùng là trường côn, am hiểu dùng lực lượng để công kích. Cho nên nếu như mình dùng thiên băng thức để công kích, như vậy thuần túy là dùng sở đoản đi đối phó với sở trường của đối phương, sẽ chết vô cùng thảm. Vô ảnh thức, tích huyết thức. Khi thì phiêu miễu quỷ dị, khi thì điên cuồng tấn công, ba đầu sáu tay điên cuồng tấn công. Nhanh, rất nhanh, bản tôn của tuyết ma lại nắm lấy trường côn, khí lưu hai màu đen trắng vần quanh trường côn, côn ảnh hóa thành từng vòng, hoàn toàn nghiền áp tất cả công kích của kỳ linh. Còn phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn. Bên trên 6 thanh thần kiếm của kỳ linh đều mang theo kim quang mờ mịt. Đây là kim quang bá đạo mà chói mắt. Kỳ linh điên cuồng hung hãn, thế nhưng ở dưới trường côn bình thường kia lại nhanh chóng sụp đổ, bị nghiền áp như trước. Ác chiến một lúc lâu, thần lực của kỳ linh bắt đầu dần dần tiêu hao, nhanh chóng tới mức hầu như không còn. Xem ra người vẫn chưa được. Bản tôn của tuyết ma cười nói, trường côn hoàn toàn áp bách kỳ linh. Kỳ linh thì vẫn điên cuồng tấn công như trước. Đột nhiên ở bên trong 6 thanh thần kiếm kia có một thanh thần kiếm chợt bộc phát ra uy năng kinh người. Lại dùng tâm lực sao? Bản tôn tuyết ma lại không có chút quan tâm nào. Tuy rằng một kiếm này của kỳ linh càng thêm quỷ dị khó lường,
Thế nhưng bởi vì uy năng đột nhiên bộc phát, cho nên đã khiến cho kiếm của hắn đến trước người bản tôn Tuyết Ma. Chỉ là trường côn của Tuyết Ma nhanh chóng đụng vào thanh kiếm kia của Kỳ Linh, kiếm lập tức lệch đi, chỉ để lại một vết thương trên bụng của Tuyết Ma mà thôi. Nhưng vào lúc này, cái tay kia của Kỳ Linh đột nhiên buông kiếm ra. Chộp! Bàn tay mạnh mẽ tăng vọt chụp vào người bản tôn Tuyết Ma. Một chiêu này quá đột nhiên, một kiếm trước đó ẩn chứa tâm lực chỉ là ngụy trang. Mục đích Kỳ Linh chỉ là khiến cho cánh tay này của mình tới gần đối phương hơn mà thôi. Trong nháy mắt khi kiếm thất bại, Kỳ Linh đã buông tay ra. Tay buông kiếm, bàn tay mới là vũ khí cuối cùng của hắn. Ồ! Bản tôn Tuyết Ma cả kinh, lập tức lắc người. Thân pháp của hắn cũng huyền diệu vô cùng. Một chảo của Kỳ Linh gần như chỉ là bắt được một cánh tay của Tuyết Ma mà thôi. Đứt cho ta! Bản tôn của Tuyết Ma cũng không thèm để ý mà cười cười. Hắn vốn là do bông tuyết ngưng tụ lại, tụ tán tùy tâm, chỉ là một cánh tay cũng không tính là cái gì cả. Một cánh tay của hắn bị Kỳ Linh nắm lấy, tay kia lại nắm lấy trường côn tiếp tục ngăn cản năm thanh thần kiếm khác của Kỳ Linh. Phốc một cái, một mũi kiếm huyết sắc từ mi tâm của bản tôn Tuyết Ma xông ra ngoài. Ánh mắt của bản tôn Tuyết Ma lộ ra vẻ kinh hãi, hắn lại bị đâm xuyên qua đầu. Vèo! Theo bản tôn Tuyết Ma hoàn toàn tiêu tán, về sau ở bên cạnh lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể của hắn. Chỉ là lúc này hắn đang dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn phương hướng mà mình bị tập kích. Ở chỗ đó có một Kỳ Linh khác đang đứng. Hai người ư? Bản tôn Tuyết Ma nhìn hai gã Kỳ Linh mặc áo bào màu trắng. Vừa rồi người buông kiếm là để bắt ta, là vì muốn để cho một cỗ phân thân khác của ngươi có cơ hội hay sao? Bản tôn Tuyết Ma nhìn Kỳ Linh hỏi. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu nói. Thực lực của ngươi hoàn toàn nghiền áp ta. Ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta chỉ có thể sử dụng một chút tâm kế mà thôi. Ồ, một kiếm kia của ngươi rót vào tâm lực, về sau lại buông kiếm rời ra khỏi tay. Bàn tay của ngươi cũng không thua gì thần kiếm của ngươi cả. Tuyết Ma bản tôn nói. Đúng vậy, nói đúng hơn là bàn tay của ta còn mạnh mẽ hơn. Kỳ Linh nói. Trích tinh thủ của hắn hôm nay có thể so sánh được với tiên thiên chí bảo. Tuy rằng không phải là hình kiếm, thế nhưng luận uy năng thì cũng có thể so sánh được với thần kiếm tiên thiên thượng phẩm rồi. Đương nhiên so với thần kiếm mà hắn sử dụng còn hơi lợi hại hơn một chút. Tuy rằng bàn tay của ta lợi hại hơn một chút, ta cũng tấn công rất là đột nhiên, thế nhưng thân pháp của ngươi lại quá lợi hại. Ta cũng chỉ bắt được cánh tay của ngươi mà thôi. Kỳ Linh lắc đầu nói. Một kiếm lại buông kiếm ra tay, mặc dù tay thất bại, thế nhưng còn có một cỗ phân thân khác có thực lực giống như ngươi là đến tập kích ta, phải không? Bản tôn Tuyết Ma lắc đầu nói. Khi đó ta bị ngươi chế trụ, đột nhiên lọt vào tập kích, trốn cũng không kịp. Ta thua, tâm phục khẩu phục rồi. Thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào tâm kế mà thôi. Kỳ Linh nói. Nếu như ngay từ đầu đã để cho hai đại phân thân cùng tấn công, như vậy đối phương sẽ có chuẩn bị dùng thực lực nghiền áp của đối phương. Như vậy hắn chỉ có một chữ thua mà thôi. Một phân thân bản tôn khác chỉ có tại trong thời khắc mấu chốt phát huy tính bất ngờ thì mới có thể một lần hành động lập công. Đây là bởi vì ngươi còn có một phân thân. Bản tôn Tuyết Ma khẽ lắc đầu nói. Thậm chí còn có hai phân thân bản tôn, mà lại đều là thiên thần chi thân. Xem ra ngươi đã tu luyện thần thông nào đó, mà loại thần thông này mới có thể phân ra được nhiều phân thân như vậy. Kỳ Linh cười cười. Đúng vậy, Đào Ngô Thập Bát Thần Ma có những 18 cái phân thân. Người thắng. Bản tôn của Tuyết Ma phát trường côn màu vàng trên vai, quay đầu rời đi. Bông tuyết lại rơi, rất nhanh đã biến mất ở trong bông tuyết vô tận. Kỳ Linh thở dài một hơi. Trời ạ. Kỳ Linh hoảng sợ không thôi. Tuy rằng ta đã đoán được bản tôn Tuyết Ma này rất lợi hại, thế nhưng như vậy cũng quá lợi hại đi. Ta đã dùng tất cả biện pháp, thần lực, tâm lực ở bên trong phân thân này, cơ hồ để tiêu hao hầu như không còn. Nếu như kế hoạch cuối cùng này thất bại nữa, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn về tuyết đảo mà thôi. Trước đó Kỳ Linh ác chiến một hồi lâu cũng là bởi vì đang chết lặng vì thực lực của đối phương. Tất cả đều là vì một kích đánh lén cuối cùng. Trước kiếm chuẩn bị ở sau lại có phân thân của bản tôn. Nếu như thất bại thì lại trốn về tuyết đảo, cũng như đám người tụ kha thiên thần tu luyện thêm một ít năm lại vượt qua. Thành công rồi, cuối cùng ta cũng đã thành công. Tuy rằng cảm thấy may mắn, thế nhưng Kỳ Linh cũng cảm thấy áp lực. Ven đường này có tất cả 5 tòa ốc đảo, mình đánh bại Tuyết Ma cũng mới chỉ có thể tiến vào tòa ốc đảo thứ 2 mà thôi.
Chỉ như vậy mà đã khiến cho tất cả át chủ bài của hắn xài ra hết, còn phải dùng đến tâm kế. Như vậy, những tòa đảo sau này mình còn có thể xông lên được nữa hay không đây? Vèo! Cưỡi như ý, Linh xả toa dọc theo cầu gỗ tiếp tục nhanh chóng về phía tận cùng kia. Lúc đang phi hành, Kỳ Linh cũng đang cân nhắc trận chiến lúc trước. Vừa rồi hắn giống như điên cuồng giao chiến với đối thủ. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác đệ tam thiên trong ngũ bảo kiếm thuật của hắn còn kém một chút. Hắn còn có chút chưa hiểu rõ. Thế nhưng thông qua trận chém giết điên cuồng vừa rồi mới làm cho hắn mơ hồ có được suy nghĩ đột phá. Chỉ là bởi vì đang trong tình trạng chém giết sinh tử cho nên cũng không nghĩ được nhiều mà thôi. Bây giờ trở về, Kỳ Linh cũng không khỏi cẩn thận suy nghĩ lại một phen. Sau khi phi hành cả buổi, phía trước lập tức xuất hiện một hòn đảo. Bên trên hòn đảo có một tòa núi lửa cao ngất trời. Ầm ầm, núi lửa không ngừng phun trào, nham thạch nóng chảy phóng lên trời, chiếu rọi toàn bộ hòn đảo, khiến cho cả đảo biến thành một màu đỏ. Hỏa Sơn đảo ư? Kỳ Linh cũng không nghĩ tới kiếm pháp nữa mà nhanh chóng bay đi, rất nhanh đã đáp xuống trên ngọn núi lửa này. Đây cũng là một tòa đảo thứ hai bên trong năm tòa đảo. Ồ, ở trên đầu cầu gỗ đang dựng một khối bia đá cực lớn. Trên tấm bia đá có một bộ viên hầu khiếu đồ cực lớn. Đầu viên hầu kia cực giống với Tuyết Ma đang ngửa đầu mà gào thét. Ý thức đang xem xét của Kỳ Linh lập tức bị hấp dẫn vào. Một hư ảnh của viên hầu tay cầm trường côn, từng chiêu từng thức đang diễn luyện côn pháp. Côn pháp từ đơn giản cho đến thâm sâu, càng ngày càng huyền diệu. Trước đó Kỳ Linh đã chém giết một hồi với bản tôn của Tuyết Ma. Giờ phút này dưới hư ảnh viên hầu cẩn thận phân giải, lý giải từng chiêu, đồng thời lại còn diễn luyện, cho nên khiến cho Kỳ Linh có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Một lúc lâu sau, tất cả đều đã diễn luyện hoàn tất. Ồ, ý thức của Kỳ Linh cũng đã quay trở về. Côn pháp thật là huyền diệu, đáng tiếc đường ta đi chính là kiếm đạo. Thân thể Kỳ Linh bỗng nhiên cứng lại, hắn sững sờ ở đó. Ngũ bảo kiếm thuật một mực kẹt lại ở bình cảnh. Sau khi quan sát cân nhắc hết một bộ côn pháp kia, cũng giống như bầu trời hắc ám vô tận, lại đột nhiên có một ánh mặt trời từ trong cái khe mây đen chiếu xuống. Kỳ Linh đứng ở đó, yên lặng mà đứng đó. Hắn và một phân thân bản tôn khác đều đang đắm chìm ở bên trong ngũ bảo kiếm thuật, không ngừng suy nghĩ đệ tam thiên của ngũ bảo kiếm thuật. Cảm ngộ cuối cùng bình cảnh cũng không có cách nào ngăn cản được Kỳ Linh nữa. Tất cả cảm ngộ vụn vặt suốt cuộc giờ khắc này cũng đã hoàn toàn quán thông, dung hợp và làm một thể. Hắn đã hiểu được toàn bộ đệ tam thiên. Kiếm lực của Kỳ Linh cũng lặng lẽ không một tiếng động đạt đến tầng thứ tư. Kiếm lực tầng thứ nhất Ngân Nguyệt, kiếm lực tầng thứ hai Diệu Nhật, kiếm lực tầng thứ ba Đế Hoàng, kiếm lực tầng thứ tư là kiếm tâm. Là kiếm tâm ư? Kỳ Linh thì thào tự nói, ngón tay duỗi nhẹ, nhẹ nhàng vẽ một cái, một đám kiếm quang màu đen vần quanh ngón tay của hắn. Lúc trước hắn vừa mới thành lập thức thứ nhất của Minh Nguyệt kiếm thuật, Kỳ Linh cũng đã đạt đến kiếm lực tầng thứ ba, mà cho tới bây giờ cũng đã gần trăm năm rồi. Đoạn năm tháng này hắn đã sáng tạo ra Minh Nguyệt kiếm thuật nguyên vẹn, càng chém giết một lượng lớn thiên thần chân tiên ở trong thế giới lao ngục, thậm chí đã cùng luận bàn với chân thần chân tiên, thế nhưng vẫn không thể đột phá được. Sau khi giao thủ với bản tôn của Tuyết Ma, cùng với ý thức tiến vào bia đá quan sát, rốt cuộc hắn cũng đã đột phá bình cảnh kia, đạt đến kiếm lực tầng thứ tư. Kiếm đạo, kiếm đạo. Kỳ Linh nhắm mắt lại, thời gian dần trôi qua, có một cỗ lực lượng vô hình dần dần hội tụ lại ở chung quanh Kỳ Linh, đi theo đó là tạo thành kiếm ảnh mịt mờ màu đen. Kiếm ảnh màu đen mịt mờ này bao phủ quanh Kỳ Linh, vần quanh thân thể của hắn. Bình thường cái gọi là kiếm đạo đại thành là có thể xưng là kiếm tiên được rồi, thế nhưng đây chỉ là khởi điểm của con đường kiếm tiên mà thôi. Cảm ngộ kiếm lực mới được coi là truy tìm bản chất của kiếm. Nó cũng có sinh mạng. Kỳ Linh mở mắt ra, nhìn xem kiếm ảnh mịt mờ màu đen đang bao phủ quanh mình. Đây là kiếm lực tầng thứ tư hiện ra. Kỳ Linh có thể cảm giác được rõ ràng kiếm lực màu đen mịt mờ này cũng giống như tiểu hài tử rất là ưa thích dán lên người hắn, khiến cho trong lòng Kỳ Linh cũng tự nhiên sinh ra sự vui sướng. Linh tính, tính mạng. Ba tầng tâm lực trước cũng chỉ là lực lượng rất sơ cứng, thế nhưng đạt tới tầng thứ tư thậm chí lại còn có tính mạng và linh tính. Tuy rằng cái linh tính này còn rất yếu, thế nhưng cũng đã khiến cho Kỳ Linh rung động vô cùng. Trước đó hắn ở bên trên tâm lực đạt tới tầng thứ tư, thế nhưng lại không có loại cảm giác này. Tâm lực có nguồn gốc từ bản thân là lực lượng tâm linh, mà kiếm lực lại là từ chỗ bổn nguyên kiếm đạo, có nguồn gốc từ trong tối tăm và huyền diệu khó lường. Đường mà hiện tại Kỳ Linh muốn đi chính là truy tìm bổn nguyên của kiếm đạo.
Vèo. Kỳ Linh đứng dậy, giơ tay nhấc chân, bắt đầu khởi động kiếm lực màu đen. Lực lượng này rất mạnh. Trước đó ta với đám người Ngân Nguyệt sư huynh, Hồng Tuyết còn có một ít chênh lệch. Dù sao thời gian ta tu luyện cũng quá ngắn. Tuy rằng tâm lực lợi hại, thế nhưng lúc dùng để chém giết lại tiêu hao quá nhanh. Dùng để bắt nạt kẻ địch yếu đuối hơn mình thì tự nhiên có thể dùng một hai chiêu thủ thắng. Thế nhưng nếu là chém giết cùng một cấp độ, một lúc sau sẽ không ổn nữa. Mà kiếm lực này lại không cần tiêu hao bất luận thần lực hay pháp lực gì cả, mà lại có thể cuồn cuộn không dứt được. Kỳ Linh mừng rỡ, một khi ngộ ra, cho dù chỉ là một phàm nhân thì khi phất tay nhấc chân cũng có thể ẩn chứa kiếm lực tầng thứ tư. Uy lực của kiếm lực này mơ hồ đã có 8 phần tâm lực hoàn toàn bộc phát của ta rồi. Kỳ Linh cảm khái và rung động, tuy rằng chỉ là 8 phần, thế nhưng lại cuồn cuộn không dứt, tuyệt đối có thể trợ giúp cho Kỳ Linh duy trì thời gian dài, so với tâm lực duy trì được thời gian ngắn kia thì còn hơn nhiều. Từ nay về sau, lúc một đấu một cũng coi như ta có thể tương đương với đám Ngân Nguyệt sư huynh Hồng Tuyết rồi. Nỗi lòng của Kỳ Linh bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới quan sát tòa Hỏa Sơn Đảo. Ở trên Hỏa Sơn Đảo này có một tòa núi lửa cao ngất, lúc nào cũng đang phun trào ra nham thạch nóng cháy. Thế nhưng bởi vì bên cạnh hòn đảo này là mặt biển đóng băng, lại có bông tuyết vô tận, cho nên cũng chỉ có tòa Hỏa Diệm Sơn này là rất nóng bỏng. Khu vực chung quanh hòn đảo này, ít nhất là khu vực mặt biển bị đóng băng chung quanh kia, lại có nhiệt độ rất là vừa vặn. Vèo. Tâm ý của Kỳ Linh khẽ động, bên cạnh lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Tụ Kha Thiên Thần. Bác Minh Sư Đệ. Sau khi Tụ Kha Thiên Thần đi ra, lập tức liền lên tiếng, lại lập tức nhìn quanh bốn phía. Vừa mới xem xét, hắn đã ngây ngẩn cả người. Núi lửa phun trào kia, cảnh tượng khác lạ với lúc ở tuyết đảo. Đây là... Tụ Kha Thiên Thần nhìn, thì thào tự nói. Nơi này chính là hòn đảo thứ hai, ta gọi nó là Hỏa Sơn Đảo. Kỳ Linh mở miệng nói. Không ngờ, ngươi lại thành công rồi. Tốt, rất tốt. Tụ Kha Thiên Thần quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn và kích động. Bắc Minh Sư Đệ à, nói thật, trước đó đối với việc ngươi có thể xông qua hay không, ta cũng không có nắm chắc. Thậm chí ở trong tiên phủ của ngươi vài ngày, ta cũng sợ ngươi đã thất bại. Hiện tại không ngờ lại thành công, thật tốt quá mà. Lòng tin của Tụ Kha Thiên Thần đối với Kỳ Linh cũng không phải là quá lớn. Lúc trước hắn ở bên trên tuyết đảo, nhìn kiếm thuật của Kỳ Linh thi triển ra để chém giết phân thân của tuyết ma, khi đó cũng chỉ là kiếm lực tầng thứ 3 mà thôi. Bất quá tốc độ và lực lượng của một kiếm kia lại đặc biệt kinh người. Khi đó hắn mới cho rằng Kỳ Linh sẽ có một chút hy vọng có thể đạt được bản tôn tuyết ma tán đồng. Muốn vượt qua đó, không phải nhất định đánh bại được bản tôn tuyết ma là được. Chỉ cần chém giết đủ lâu được bản tôn tuyết ma tán đồng, như vậy cũng sẽ đi qua được chỗ kia. Bởi vì Kỳ Linh quan sát tấm bia đá, tìm hiểu một lúc lâu, cho nên Kỳ Linh cảm giác rất ngắn. Thế nhưng trên thực tế lại tiêu hao gần 2 ngày. Tụ Kha Thiên Thần ở trong tiên phủ trung đẳng vài ngày, hắn cũng cho rằng Kỳ Linh và bản tôn tuyết ma ác chiến một lúc lâu, bản tôn tuyết ma tán đồng Kỳ Linh, cho nên mới thả Kỳ Linh tới đây. Kỳ Linh cười cười nói, thực ra cũng có chút vận khí. Tụ Kha Thiên Thần cảm khái nói, có thể tới được đây chính là thực lực. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng rời khỏi tuyết đảo kia rồi. Chỗ kia ta đã phải chịu đựng đủ rồi. Tuyết đảo này rất đẹp. Kỳ Linh nói, nếu như chỉ có một mình ngươi cô độc ở lại bên trên ức vạn năm tháng, mà lại luôn lo lắng hãi hùng, khi đó cho dù là nơi tốt như thế nào cũng đều là địa ngục cả. Tụ Kha Thiên Thần nói, đi thôi, hai chúng ta đừng đứng đây nói nữa, phải tranh thủ thời gian nhìn một chút, nhìn xem bên trên hòn đảo này còn có thiên thần hay không. Càng là sau này thiên thần còn sống sẽ có thực lực cũng càng cường đại hơn. Cho dù không sống đến được hòn đảo khác thì cũng có thể sống được trong khoảng một thời gian tương đối dài. Đi thôi, đi nhìn một chút xem. Kỳ Linh cũng gật đầu. Kỳ Linh và Tụ Kha Thiên Thần chạy về phía Hỏa Sơn Đảo, vừa đi vừa quan sát. Không bao lâu sau đã phát hiện ra từng cung điện ở trên đỉnh núi, liên miên phập phồng không dứt. Ở bên kia, nếu như còn có thiên thần còn sống, có lẽ bọn hắn sẽ ở tại chỗ kia. Tụ Kha Thiên Thần chỉ về phía quần thể cung điện. Tụ Kha Thiên Thần khi vừa mới dứt lời, vèo, một gã hán tử cường tráng mặc da thú, mắt như chuông đồng xuất hiện ở cửa ra vào của một cung điện trong đó. Hai mắt hắn nhìn ra ngoài, khi nhìn thấy hai người Kỳ Linh, Tụ Kha Thiên Thần thì hắn lên tiếng, đại ca, nhị ca,
tam ca, tứ ca, ngũ ca, thất tứ. Hán tử cường tráng này lập tức cao giọng hô, sau đó vèo 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 vèo, có từng đạo thân ảnh từ trong từng tòa cung điện xông ra, đều là đến bên ngoài, sau đó lại nhìn về phía bên này. Sáu nam một nữ, mỗi một người đều mặc da thú. Là Tụ Kha tiểu huynh đệ. Bỗng nhiên ở trong đó có một gã hán tử trên mặt có nếp nhăn hô lớn, bảy vị long thần, các người vẫn còn sống hay sao? Tụ Kha thiên thần cười ha hả, lập tức đáp lại đối phương, thất long thần thượng cổ ư? Kỳ Linh cũng khiếp sợ vạn phần. Trước khi hắn đến, đương nhiên cũng đã tìm hiểu rõ những thiên thần từ thượng cổ cho tới bây giờ tiến vào Nguyệt Hạ Đàm này. Trong đó có thất long thần từ lúc thượng cổ cũng đã tiến vào Nguyệt Hạ Đàm này. Thế nhưng cho tới bây giờ đã trải qua vô số năm tháng, mà lúc Kỳ Linh trò chuyện với Tụ Kha thiên thần cũng đã biết được, ở bên trên tuyết đảo mỗi 1.000 năm sẽ có một lần đánh lén. Kỳ Linh suy đoán ở bên trên hòn đảo khác có lẽ cũng không sai biệt lắm. Ở trong Nguyệt Hạ Đàm, sống trên đức vạn năm cũng là kỳ tích rồi, từ thượng cổ sống đến bây giờ ư? Tụ Kha tiểu huynh đệ, làm sao ngươi lại tới địa phương quỷ quái này chứ? Địa phương quỷ quái này căn bản không nên tới đâu. Hán tử trông có vẻ già nhất kia nói xong, lúc này Kỳ Linh và Tụ Kha thiên thần cũng đã đi qua. Dù sao cũng đã tới rồi, lúc này dù có hối hận cũng đã chậm. Tụ Kha thiên thần cảm khái nói, ta đã bị vây khốn ở bên trên tuyết đảo ức vạn năm, thế nhưng bảy vị các ngươi đã tiến vào từ thời thượng cổ. Ta cũng phải cảm thấy bội phục các ngươi, vì không ngờ các ngươi lại có thể sống sót cho tới tận bây giờ. Ồ, thế còn vị huynh đệ kia là ai vậy? Một gã hán tử đầu tóc màu đỏ nhìn kỹ Kỳ Linh, trong mắt có thiện ý nói, tuy rằng ta không nhận ra được, thế nhưng ta có thể cảm giác được là huynh đệ nhân tộc cùng tộc với ta nha. Ồ, để ta đến giới thiệu đi. Tụ Kha thiên thần cười nói, lại nhìn về phía Kỳ Linh rồi nói, Bắc Minh Si Đệ, tin rằng người cũng có thể đoán ra được, bảy vị này chính là bảy vị long thần từng đi theo Nhân Hoàng Toại Nhân Thị chinh chiến tứ phương. Năm đó nhân tộc ta quật khởi phải thử các loại phương pháp để tu luyện, lúc ấy Nhân Hoàng Toại Nhân Thị từng thu thập long huyết của chân thần, lại dùng long huyết để thay đổi thể chất nhân tộc tu luyện công pháp thần ma. Thế nhưng về sau mọi người lại phát hiện ra loại cưỡng ép thay đổi này đối với hồn phách của thân thể cũng có ảnh hưởng, cho nên phần lớn đều dừng bước lại ở cấp độ thiên thần. Nói tới chuyện này làm cái gì chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng có thể trở thành thiên thần. Bảy vị long thần kia đều cười nói, đây là lão đại Khô Long thiên thần trong thất long thần, đây là lão nhị Lật Long thiên thần, đây là lão tam Huyền Long thiên thần, lão tứ Hô Long thiên thần, lão ngũ Kiêu Long thiên thần, lão lục Bạo Long thiên thần. Vị xinh đẹp nhất này đương nhiên là lão thất Hư Long thiên thần rồi. Tụ Kha thiên thần cười giới thiệu, trong lòng Kỳ Linh thì sinh lòng khâm phục. Đối với đám cường giả sớm nhất trong nhân tộc năm đó, Kỳ Linh rất là khâm phục. Chính là bọn hắn mở ra một phiến thiên địa mới cho những kẻ đến sau trong nhân tộc như hắn. Thậm chí những người này còn dùng thân thể để thử một ít phương pháp tu luyện. Năm đó dùng long huyết để cải tạo, không đơn thuần là bởi vị này, thậm chí còn có rất nhiều người bị bạo liệt tại chỗ. Dù sao long huyết của chân thần không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Bảy người bọn hắn chính là bảy người ở bên trong đám cường giả được Tọa Nhân Thị lựa chọn lúc trước thành công, được xưng là thất long thần. Tuy rằng không phải là thân huynh đệ tỉ muội, thế nhưng cảm tình so với thân huynh đệ lại còn thân hơn. Người còn chưa giới thiệu vị tiểu huynh đệ này. Vị nữ tử duy nhất ở đây tuy rằng mặc da thú, thế nhưng cũng khó có thể che giấu dung mạo của nàng. Thanh âm thanh thúy vẫn hào sảng vô cùng như trước đó. Vị này là môn hạ đệ tử Bắc Minh Sư Đệ của Bồ Đề Đạo Tổ. Tụ Kha thiên thần cảm khái nói, Bắc Minh ư? Bắc Minh tiểu huynh đệ, rất lâu rồi chúng ta không có gặp được huynh đệ nhân tộc. Bảy người chúng ta đã tịch mịch buồn chán tới chết ở đây rồi. Đến đây nếm thử rượu ngon do thất tử thu thập nguyên lực thiên địa để luyện chế ra nào. Hán tử lúc trước phát hiện ra hai người Kỳ Linh, Tụ Kha thiên thần trước đó lập tức ôm vai Kỳ Linh, kề vai sắt cánh, lập tức đi vào bên trong cung điện. Thượng cổ thất long thần, Tụ Kha thiên thần, Kỳ Linh, chín vị nhân tộc tùy ý ngồi xuống, bắt đầu miệng lớn uống rượu, thoải mái trò chuyện với nhau. Tin rằng bảy vị cũng đã biết hiện tại ở bên ngoài đã là thời đại của tam giới rồi. Bỗng nhiên Tụ Kha thiên thần nói, đúng vậy, chúng ta nghe đã từng nói qua, cũng có một ít thiên thần đi qua đường chỗ chúng ta,
cho nên chúng ta đã từng nghe nói qua rồi. Mỗi người đều gật đầu. Tụ Kha Thiên Thần gật đầu nói, thế nhưng chỉ sợ những thiên thần này cũng không biết được tam giới hôm nay hạo kiếp đã hàng lâm rồi. Sao hạo kiếp ư? Sắc mặt của Thất Long Thiên Thần lập tức thay đổi. Không thua gì trận hạo kiếp thượng cổ tan vỡ đâu. Tụ Kha Thiên Thần trịnh trọng nói. Sao, cái gì? Bởi vị Long Thần này từ lúc thượng cổ đã tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, cho nên cũng không phải trải qua cuộc chiến thượng cổ tan vỡ. Thế nhưng về sau có một đám thiên thần đi ngang qua nơi này cũng đã nói qua cho bọn họ nghe, cho nên bọn hắn rất rõ ràng cuộc chiến thượng cổ tan vỡ là trận chiến thảm thiết bậc nào. Ngay cả đại năng giả, thậm chí là tổ thần cũng bị chết một đám. Ngay cả bản cổ hỗn độn thế giới cũng trực tiếp rách nát. Đây là tin tức do Bắc Minh sư đệ nói cho ta biết đấy. Tụ Kha Thiên Thần nhìn về phía Kỳ Linh rồi nói, để ta tới nói cho. Kỳ Linh đem trận hạo kiếp này nói ra một lượt. Bảy vị Long Thần nghe xong, sắc mặt đều lập tức thay đổi. Sớm biết sẽ có việc này, như vậy đám thiên thần vô gian môn kia ta đã sớm giết chết rồi. Bạo Long Thiên Thần giết gào nói, đáng chết mà, thực sự là không nuôi được sói hoang, nên giết sạch bọn chúng mới phải. Thất Long Thần đều phẫn nộ vô cùng, bọn hắn đều dự liệu được trận hạo kiếp này sẽ có kết quả thảm thiết tới bậc nào, cho nên chuyện này càng khiến cho bọn hắn tức giận không thôi. Sau khi hàn huyên một hồi, rượu cũng đã uống xong, tất cả đều đi nghỉ tạm. Kỳ Linh nhắc nhở Tụ Kha Thiên Thần một câu. Tụ Kha sư huynh, ở cửa vào Hỏa Sơn Đảo này có một tấm bia đá, trong bia đá ẩn chứa côn pháp mà bản tôn Tuyết Ma thi triển, còn có sự ảo diệu bên trong nữa, người có thể đi nhìn một cái. Ồ, hai mắt Tụ Kha Thiên Thần lập tức sáng ngời. Tụ Kha, ngươi còn chưa có đi xem hay sao? Tranh thủ thời gian nhìn đi, tấm bia đá kia quả thực có chút thần kỳ đấy. Rồi, nhanh đi đi, nhanh đi đi. Cả đám Long Thần đều cười thúc giục hắn. Được được, ta sẽ đi nhìn một cái vậy. Lúc này, Tụ Kha Thiên Thần mới một mình đi về phía chỗ bia đá. Bắc Minh huynh đệ, cung điện ở nơi này còn rất nhiều, người cứ tùy ý chọn một cái là được. Người vừa mới tới, ít nhất trong ngàn năm thì tuyệt đối sẽ không có ai đi công kích người đâu. Khô Long Thiên Thần nói. Được. Kỳ Linh gật đầu, sau đó lại chọn một cung điện rồi tạm thời ở lại. Hai ngày sau, Tụ Kha Thiên Thần đã tìm hiểu xong tấm bia đá rồi trở lại, lại lần nữa gặp mặt bảy vị Long Thần. Sao, cảm giác như thế nào? Tấm bia đá kia cũng có chút không tệ đấy chứ. Kiêu Long Thiên Thần cười nói. Đúng là có chút lợi hại, thế nhưng đừng ta đi, không phải là thái cực chi lộ. Ta đã bị vây ở trên tuyết đảo kia ức vạn năm, cũng là bởi vì lực tấn công của ta quá yếu. Tụ Kha Thiên Thần cảm khái. Thần pháp của ta thậm chí còn khiến cho bản tôn của Tiết Ma kia cũng không giết được ta. Thế nhưng dù vậy cũng là vô dụng, lực công kích của ta quá yếu, căn bản không được bản tôn Tiết Ma tán đồng, mà hắn căn bản sẽ không thả ta ra ngoài. May mà có Bắc Minh sư đệ đi tới đây. Ồ, mà Bắc Minh huynh đệ đâu rồi? Khô Long Thiên Thần hỏi. Hắn vẫn còn đang tu luyện. Hư Long Thiên Thần nói. Ta thấy hắn đang tu luyện cho nên cũng không đi quấy rầy. Bắc Minh huynh đệ thật đúng là để tâm mà. Huyền Long Thiên Thần hỏi. Tụ Kha, thực lực của Bắc Minh huynh đệ kia như thế nào? Bảy người chúng ta bị vây ở nơi này quá lâu rồi, từ lúc thượng cổ cho tới bây giờ, thực sự cũng không chịu đựng được nữa. Nếu như thực lực của Bắc Minh huynh đệ đủ mạnh, như vậy chúng ta cũng muốn mời hắn hỗ trợ, mang bọn ta tiếp tục đi tới. Bây giờ chúng ta cũng không ôm hy vọng gì về bảo vật của Nguyệt Hạ Đàm nữa rồi. Thực lực của hắn ư? Tụ Kha Thiên Thần lắc đầu nói. Ta đã nhìn hắn ra tay, hắn năm hiểu kiếm thuật, có chút cao minh, thế nhưng cũng chỉ là kiếm lực tầng thứ 3 mà thôi. Có lẽ thần thông sẽ rất mạnh. Từ Tuyết Đảo đến Hỏa Sơn Đảo, hắn chỉ phí mấy ngày mà thôi. Chỉ sợ là ác chiến một lúc lâu, cho nên bản tôn Tuyết Ma mới tán đồng cho hắn, vì vậy mới thả hắn đi. Sao, kiếm lực tầng thứ 3 ư? Khô Long Thiên Thần lắc đầu nói. Đáng tiếc, tuy nói như vậy đã có thể xem như là cao thủ kiếm đạo rồi, thế nhưng để đối phó với luyện ngục thần thì lại còn chưa đủ. Đáng tiếc. Đợi chút đi. Cả đám đều có chút thất vọng. Có thể từ Tuyết Đảo đi tới Hỏa Sơn Đảo ta đã thỏa mãn rồi. Kỳ thực lúc trước ta đi theo Bắc Minh sư đệ cũng là đang đánh bạc thôi. Lúc ấy ta cảm thấy hắn xuất hiện xuất kiếm, lòng tin của ta cũng không lớn. Bất quá lại đánh bạc thành công, kỳ thực cũng không cần ủ rũ. Có lẽ có vài vạn năm,
khi đó thực lực của Bắc Minh sư đệ sẽ đại tiến thôi, khi đó chúng ta cũng có thể đánh bạc một lần nữa. Tụ Kha Thiên Thần nói, cứ hy vọng đi. Thất Long Thần đều thở dài không thôi, vốn bọn hắn muốn trông cậy vào lần này có thể có ai đó sẽ giúp được bọn hắn một chút, thế nhưng ai ngờ Tụ Kha Thiên Thần là do Kỳ Linh mang tới, căn bản không thể trông cậy vào được. Về phần Kỳ Linh, trải qua khó khăn mới đến được Hỏa Sơn Đảo, muốn tiếp tục đi tới nơi xa hơn, hy vọng quá xa vời. Bên trong cung điện U Tĩnh, Kỳ Linh khoanh chân ngồi, tất cả đều rất yên tĩnh, im ắng. Mà một cái phân thân bản tôn khác của hắn thì đang ở trong tiên phủ, cũng đang tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Bởi vì vừa rồi mới đột phá ngũ bảo kiếm thuật, luyện thành đệ tam thiên, cho nên hiện tại đương nhiên cũng có thể bắt đầu tu luyện đệ tứ thiên cuối cùng của ngũ bảo kiếm thuật này rồi. Đệ tứ thiên này lại khiến cho Kỳ Linh càng thêm sợ hãi, thán phục ngũ bảo kiếm thuật này huyền diệu khó lường. Theo tu luyện, cảm ngộ của Kỳ Linh tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Hắn biết rõ Nguyệt Hạ Đàm này cũng không phải dễ dàng xông qua như vậy. Hiện tại hắn mới tới Hỏa Sơn Đảo, ngẫm lại cũng đã có thể đoán ra được đằng sau sẽ gian nan như thế nào, cho nên vẫn nên cố gắng tăng thực lực lên thì tốt hơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là nửa năm qua đi. Trong vòng nửa năm này, hai đại phân thân bản tôn của Kỳ Linh cũng đã đem đệ tứ thiên của ngũ bảo kiếm thuật tìm hiểu được gần một nửa, chỉ là nửa sau lại khó có thể tiến thêm được nữa, cho nên Kỳ Linh dứt khoát dừng tìm hiểu mà là bắt đầu hoàn thiện minh nghiệp kiếm thuật của chính mình. Từ khi bước vào kiếm lực tầng thứ tư, hắn còn chưa có chính thức hoàn thiện minh nguyệt kiếm thuật. Hoàn thiện minh nguyệt kiếm thuật tương đối mà nói còn dễ dàng chút ít, thậm chí hoàn thiện trong quá trình ngẫu nhiên đối với Kỳ Linh có chỗ xúc động lại có thể đi lại cân nhắc ngũ bảo kiếm thuật đệ tứ thiên. Lúc này Kỳ Linh đã đi vào Hỏa Sơn Đảo được 1 năm 3 tháng, rốt cục Kỳ Linh cũng mở mắt ra. Tạm thời minh nguyệt kiếm thuật của ta đã đạt đến cực hạn, có thể hoàn thiện lúc này. Kỳ Linh đứng dậy, trên mặt hiện lên nụ cười nói, nếu như hiện tại ta gặp lại bản tôn của Tuyết Ma, chỉ sợ chỉ cần dùng một phân thân bản tôn là đã có thể dễ dàng đánh bại hắn ta rồi. Kiếm lực vốn là thứ am hiểu công phạt, minh nguyệt kiếm thuật của Kỳ Linh lại hấp thu tinh hoa của ngũ bảo kiếm thuật siêu việt cực hạn thiên đạo, tự nhiên uy năng sẽ rất là kinh người. Ở trên phương diện công kích hoàn toàn có thể áp chế được bản tôn Tuyết Ma kia. Thêm nữa, Kỳ Linh lại thi triển thần thông ba đầu sáu tay, 6 cánh tay đánh 2 cánh tay, lấy nhiều đánh ít, hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép đối phương cho tới lúc chiến thắng. Thời gian dài như vậy mà ta còn chưa có đi gặp đám người Tụ Kha sư huynh, Thất Long Thần. Kỳ Linh cũng có chút hổ thẹn, mình đi tới đây đã được hơn 1 năm rồi, thế nhưng lại một mực tu luyện, lúc này đi ra khỏi cung điện, hắn lập tức đi gặp 7 vị Long Thần. Một lát sau, Thất Long Thần, Tụ Kha Thiên Thần, Kỳ Linh đều tụ tập ở cùng một chỗ. Thực lực của 8 người chúng ta muốn tiến bộ, hy vọng là rất xa vời, cho nên mới thường xuyên tụ tập lại cùng một chỗ. Chỉ là Bắc Minh sư đệ ngươi, một lần tu luyện đã hơn 1 năm. Chuyện này khiến cho ta nhớ năm đó khi ta vừa mới tiến vào Nguyệt Hạ Đàm này. Tụ Kha Thiên Thần cười nói, hổ thẹn, thực hổ thẹn mà. Kỳ Linh nói, à đúng rồi. Kỳ Linh nhìn về phía 8 người ở trước mắt, ta chuẩn bị đi sông sáo một phen, thử xem có thể đến được hòn đảo khác hay không. Sao ngươi? Đám người Thất Long Thần, Tụ Kha Thiên Thần trao đổi ánh mắt với nhau. Khô Long Thiên Thần nói, Bác Minh huynh đệ, người cũng đã biết rồi đấy, trên hòn đảo thứ 3 kia có bảo vật, xông đến hòn đảo kia là có thể đoạt được bảo vật rồi. Bảo vật ư? Hai mắt Kỳ Linh lập tức sáng ngời. Hải tộc Dạ Xoa, Tuyết Ma cùng với Luyện Ngục Thần, đây là 3 trở ngại mà vị sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm thế giới này đã để lại. Xông qua được 3 trở ngại này là có thể đạt được bảo vật. Đương nhiên, đến hòn đảo thứ 4, hòn đảo thứ 5 đều có thể đạt được bảo vật mới. Khô Long Thiên Thần nhìn Kỳ Linh nói, thế nhưng mà bảo vật dễ đạt được như vậy hay sao? Người đoán thì cũng có thể đoán ra được Luyện Ngục Thần này là tồn tại lợi hại tới bậc nào rồi. Kỳ Linh cẩn thận lắng nghe, biết mình biết người, như vậy mới có thể trăm trận trăm thắng. Dọc theo một cửa ra khác của Hỏa Sơn Đảo là có thể nhìn thấy một đầu cầu gỗ. Cái cầu gỗ này xuyên qua biển lửa vô tận. Ở giữa biển lửa có một ma thần tên là Luyện Ngục Thần. Khô Long Thiên Thần nói tiếp, tất cả Luyện Ngục Thần đều là do hỏa diễm ngưng tụ mà sinh ra. Cầm trong tay song kích, lực lượng của hắn lớn vô cùng, gần với chân thần rồi. Tuy rằng tốc độ phi hành của hắn rất chậm, thế nhưng song kích công kích lại cực kỳ mạnh mẽ và lại rất nhanh. Mà vô cực chi lực của hắn
càng đạt tới tầng thứ tư. So với bản tôn của Tuyết Ma, hắn lại càng am hiểu công phạt hơn, mà lực lượng lại càng mạnh hơn nữa, công kích nhanh hơn. Hai tay có hai kích điên cuồng tấn công. Người này quả thực là ác mộng mà. Kỷ Linh nghe vậy không khỏi thất kinh. Lực lượng càng lớn, tốc độ còn nhanh hơn ư? Như vậy đại biểu cho trụ cột của luyện ngục thần này so với trụ cột của Tuyết Ma còn đáng sợ và mạnh mẽ hơn nữa. Bảy người chúng ta hiểu rất rõ hắn lợi hại như thế nào. Kỳ thực chúng ta cũng mong người có thể vượt qua. Như vậy chúng ta cũng có thể đi cùng với ngươi. Khô Long Thiên Thần lắc đầu nói. Thế nhưng hắn quá mạnh mẽ, nếu như thực lực không đủ, rất có thể sẽ bị giết chết. Kỷ Linh có chút nghi hoặc nói. Bảy vị Long Thần từ lúc thượng cổ đã đi vào đây. Nếu như muốn đi theo thiên thần lợi hại khác tiến vào hòn đảo khác, chỉ sợ đã sớm có thể gặp được thiên thần lợi hại rồi. Đúng vậy. Hư Long Thiên Thần là nữ tử duy nhất gật đầu, thanh âm thanh thúy của nàng vang lên. Người nói rất đúng, từ thượng cổ cho tới bây giờ, chúng ta cũng đã gặp phải hơn 10 người có nắm chắc tuyệt đối vượt qua được. Thế nhưng mà đều là chuyện rất lâu trước kia rồi. Bảy người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cho dù luyện ngục ma thần kia có giết đến tận Hỏa Sơn Đảo thì cũng không làm gì được chúng ta cả. Chúng ta có đủ kiên nhẫn và nhẫn nại. Chúng ta muốn chậm rãi tu luyện cho tới khi có thể dựa vào thực lực của mình để vượt qua. Thế nhưng mà 3.000 vạn năm trước rồi, luyện ngục thần đã nói cho chúng ta biết, chúng ta tiến vào Nguyệt Hạ Đàm này đã được gần một hỗn độn kỷ nguyên rồi. Một ước vạn năm sau, hắn sẽ toàn lực ứng phó diệt sát toàn bộ chúng ta. Ánh mắt của Hư Long Thiên Thần có chút ảm đạm. Lúc đó chúng ta mới biết, thời gian Nguyệt Hạ Đàm cho chúng ta cũng không phải là vô cùng vô tận. Nếu như quả thật luyện ngục thần toàn lực ứng phó, không ngừng công giết chúng ta, như vậy thần lực của chúng ta sẽ không ngừng tiêu hao. Mà khi thần lực tiêu hao tới mức tận cùng, hầu như không còn, khi ấy nhất định chúng ta sẽ phải chết. Chúng ta chưa từng nghe nói qua hỗn độn kỷ nguyên, thế nhưng chúng ta cũng hiểu hẳn là thời gian mà các vị đại năng giả kia đã định ra. Một hỗn độn kỷ nguyên ư? Kỷ Linh cả kinh, từ thượng cổ cho tới bây giờ đã kéo dài được một hỗn độn kỷ nguyên rồi sao? Kỷ Linh đã sớm có cảm giác ra được rằng Nguyệt Hạ Đàm chỉ dùng phương thức rất tàn khốc để bồi dưỡng cho các thiên thần. Bất quá một hỗn độn kỷ nguyên cũng không xê dịch bao nhiêu, bởi vì ở trong một hỗn độn kỷ nguyên mà không có chính thức đột phá, như vậy cũng sẽ vĩnh viễn không đột phá được nữa. Chúng ta chỉ còn lại có 7.000 vạn năm mà thôi. Thanh âm của Bạo Long Thiên Thần rất là hùng hồn. Chúng ta tuyệt đối không cam lòng nhận thua một cách đơn giản như vậy. Chúng ta muốn sống sót, cho nên chỉ có thể chờ cho thiên thần lợi hại mang bọn ta tiến lên mà thôi. Thế nhưng mà lúc này đây, đâu còn có thiên thần lợi hại đi tới đây nữa đâu. Kỷ Linh gật đầu, ngàn vạn năm qua cũng chỉ có một mình hắn tiến đến đây mà thôi. Tuy rằng chúng ta rất muốn đi ra ngoài, không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Thế nhưng Kỷ Linh à, thực lực của ngươi quả thực còn chưa đủ. Bạo Long Thiên Thần nói. Đừng trách ta nói khó nghe, thực lực của luyện ngục thần kia rất là kinh người. Ngươi chỉ có cảnh giới kiếm chi lực tầng thứ 3, còn kém hơn không ít đâu, cũng không có nhiều hy vọng có thể vượt qua được lắm. Muốn vượt qua cũng phải là tầng thứ 4, lôi điện chi lực, thái cực chi lực, vô cực chi lực, tâm lực, cửu u chi lực các loại, nhất định phải đạt tới tầng thứ 4 thì mới có hy vọng được. Đương nhiên, nếu như ngươi am hiểu chiến đấu mà nói, ví dụ như là các loại kiếm chi lực, đao chi lực, bạo chi lực, ngược lại cũng có 10 phần nắm chắc đấy. Bạo Long Thiên Thần nhìn Kỷ Linh nói. Bạc Minh huynh đệ à, chí ít phải có được hy vọng, nhất định thì hãy đi vượt. Bằng không mà nói, đó chính là lấy mạng để đánh bạc. Vận khí tốt còn có thể trốn về, thế nhưng nếu như vận khí không tốt, sẽ chết ở ngay trong đó. Bạc Minh sư đệ, cứ từ từ rồi sẽ đến. Người khác với chúng ta, con đường của ngươi còn rất là dài. Tụ Kha Thiên Thần nói. Ê, kỳ thực có thể đi tới Hỏa Sơn Đảo ta đã rất thỏa mãn rồi. Kỷ Linh có chút sửng sốt. Kiếm lực tầng thứ 3 ư? Sao bọn hắn lại cho là kiếm lực của mình ở tầng thứ 3 đây? Ngừng lại! Kỷ Linh hô lớn. Bảy vị Long Thần và Tụ Kha Thiên Thần đều dừng lại, hai mắt nhìn về phía Kỷ Linh. Kỳ thực bọn hắn cũng không quá nguyện ý nói, thế nhưng bọn hắn thực sự không muốn Kỷ Linh chết ở trong tay luyện ngục thần kia. Các ngươi nghe ai nói là kiếm lực của ta đạt tới tầng thứ 3 vậy? Kỷ Linh cười nói. Ồ! Tám người ở đây đều khẽ giật mình. Bọn hắn nghe thấy ngữ khí này của Kỷ Linh dường như cũng không phải là ở tầng thứ 3. Là ta nói.
Tụ Kha Thiên Thần có chút nghi hoặc nhìn Kỳ Linh. Chẳng lẽ ta đã đoán sai sao? Đúng vậy. Kỳ Linh giật mình, cười giải thích nói. Khi vừa mới gặp phải Tụ Kha sư huynh, quả thực ta chỉ là kiếm lực tầng thứ 3 mà thôi. Lời này vừa ra khỏi miệng, 8 người ở đây đều có chút sợ hãi, xen lẫn vui mừng. Ngươi đã đột phá sao? Ngươi giao thủ với Tuyết Ma cho nên đã đột phá sao? Đạt tới kiếm lực tầng thứ 4 rồi sao? Cả đám đều kích động, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh mỉm cười gật đầu, đồng thời ngón tay khẽ vẽ một cái. Kiếm quang màu đen lập tức bao quanh ngón tay, sắc bén vô cùng. Nhìn bộ dáng của kiếm lực là kiếm quang màu đen, đám người Thất Long Thần, Tụ Kha Thiên Thần vừa kích động lại có chút giở khóc giở cười. Tụ Kha Thiên Thần nhanh chóng nói, Bắc Minh sư đệ, việc này là ta... Ta hiểu rõ mà. Kỳ Linh nói, Tụ Kha sư huynh thấy ta giao thủ với Tiết Ma thời gian quá dài cho nên mới nghĩ như vậy, cũng trách ta không có nói sớm một chút. Hey, sao có thể trách người được chứ, ai lại ngu ngốc tới mức nói thẳng ra thực lực mình rất cao chứ. Bạo Long Thiên Thần ở bên cạnh cười ha hả nói, tốt rồi, xem ra mạng của 7 người chúng ta không có đến đường cùng rồi. Bắc Minh huynh đệ có thực lực như vậy, muốn xông qua luyện ngục thần hẳn là rất dễ dàng. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đến một hòn đảo khác, như vậy hy vọng đi ra ngoài cũng sẽ càng lớn hơn. Chúng ta tới Nguyệt Hạ Đàm này cũng đã vô số năm tháng, dựa theo lời nói của luyện ngục thần cũng có gần một hỗn độn kỷ nguyên rồi. Lâu như vậy mà chúng ta còn không biết hòn đảo kế tiếp có hình dạng gì đây. Thật là hiếu kỳ, nghe nói sau khi đánh lui được luyện ngục thần thì có thể đoạt bảo rồi. Tứ đệ, người kích động cái gì chứ, cũng không phải ngươi đoạt bảo mà. Ta kích động, ngươi quản được ta sao? Cả đám vui đùa ầm ĩ, hiển nhiên có thể rời khỏi Hỏa Sơn đảo này, khiến cho tâm tình của mỗi một người đều rất là tốt. Sau nửa canh giờ, Kỳ Linh và mọi người đã đi tới một mặt khác của Hỏa Sơn đảo. Đã đến rồi, dọc theo cầu gỗ không ngừng tiến lên là được. Khô Long Thiên Thần chỉ vào cầu gỗ ở phía trước rồi nói, phía trước chính là Hải Dương Hỏa Diễm Vô Tận, vô biên vô hạn. Ở bên trên còn có một cái cầu gỗ xuyên qua Hải Dương Hỏa Diễm này. Nóng quá đi. Kỳ Linh quay đầu lại rồi cười nói, chư vị tiến vào tiên phủ của ta chờ một ít thời gian vậy. Mời. Làm phiền rồi. Đến đây để ta xem tiên phủ của ngươi như thế nào nào. Cả đám cười nói, chủ yếu bọn họ đã biết rõ thực lực của Kỳ Linh, hiểu rõ bên mình có nắm chắc tuyệt đối, cho nên lúc này mới nhẹ nhõm như thế. Khác với Tụ Kha Thiên Thần trước đó, lúc vừa mới đi theo Kỳ Linh còn rất là bất an. Kỳ Linh lập tức vung tay lên, 8 vị thiên thần này cũng không ngăn cản, tùy ý để cho Kỳ Linh thu bọn họ vào trong tiên phủ. Đi. Lập tức Kỳ Linh khoanh chân ngồi ở bên trên như ý linh xả toa, nhanh chóng đi theo cầu gỗ xông vào bên trong Hải Dương Hỏa Diễm Vô Tận. Tuy rằng hỏa diễm nóng bỏng vô cùng, thế nhưng chỉ cần là thiên thần thì đều có thể kháng cự được một cách đơn giản, chứ đừng nói là Kỳ Linh có bắt kiểu huyền công hộ thể. Lúc này hắn cũng đã phi hành được vẻn vẹn gần nửa canh giờ. Ồ. Kỳ Linh ngừng lại rồi nhìn về phía trước. Bên trên cầu gỗ ở phía trước có một thân ảnh màu đỏ cao chừng hơn một trượng đang đứng đó. Hắn đầu trọc, lông mi màu đỏ, chòm râu cũng màu đỏ, khôi ngô mà hữu lực. Tất cả hai tay đều đang cầm một cây đoản kích, hai mắt màu đỏ sậm nhìn chằm chằm vào phía Kỳ Linh. Áp bách vô hình, quả thật so với Tuyết Ma còn mạnh hơn. Kỳ Linh thì thào tự nói, đây cũng là do giờ phút này đối phương đang chờ hắn, cho nên khí tức không có chút thu liễm nào, vì vậy Kỳ Linh mới có thể cảm giác được một cách đơn giản. Thu như ý linh xả toa, Kỳ Linh đáp xuống bên trên cầu gỗ, trong tay cũng xuất hiện song kiếm. Hắn cũng không muốn thi triển thần thông ba đầu sáu tay, hôm nay kiếm lực vừa mới đạt tới cấp độ mới, Minh Nguyệt kiếm thuật cũng vừa được hoàn thiện thêm, đương nhiên hắn cũng muốn nghiệm chứng một phen. Ta có thể cảm giác được bên trên Hỏa Sơn đảo đã không còn thiên thần nào nữa rồi. Con mắt đỏ sậm của luyện ngục thần có chút điên cuồng. Xem ra người rất tự tin. Mời. Kỳ Linh nói thẳng. Tốt, rất tốt. Luyện ngục thần cũng không chậm trễ, lúc này hắn chạy như bay đến, thân thể của hắn mau lẹ mà mạnh mẽ, lập tức bay tới trước người của Kỳ Linh, mà Kỳ Linh cũng bay nhào lên. Hai đạo kiếm quang màu đen lập tức được đánh ra, nghênh đón đối phương. Phành phành. Kỳ Linh không tự chủ được lùi lại mấy bước về phía sau, luyện ngục thần cũng lui một bước. Lực lượng rất mạnh. Kỳ Linh thất kinh thầm nói, nếu chỉ luận về lực lượng cũng gần tới chân thần rồi, may mà kiếm lực của ta đã đạt tới tầng thứ 4.
Sau khi kiếm lực đạt tới tầng thứ tư, khiến cho mỗi một kiếm của Kỳ Linh đều có được uy năng có thể so với 8 thành tâm lực hoàn toàn bộc phát trước đó. Mà uy năng như thế hoàn toàn có thể ngạnh kháng cùng với đối phương. Kỳ Linh chỉ cần tiêu hao một chút thần lực, duy trì tốc độ linh hoạt là được. Trích tinh thủ, ba đầu sáu tay đều không cần phải thi triển ra, thậm chí cũng không cần phải bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ tới cỡ nào. Loại tiêu hao thần lực trình độ này, Kỳ Linh chỉ cần hấp thu trong thiên địa là có thể tự nhiên khôi phục lại được. Kiếm lực tầng thứ tư. Luyện ngục thần lập tức càng thêm điên cuồng. Phốc phốc phốc. Song kích phá không, gào thét và quỷ dị đâm tới. Hai cây đoàn kích tựa như thái cực, một âm một dương, mà lại kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Tất cả đều mang theo ý nghĩa vô cực. Tuy rằng Kỳ Linh cũng dùng song kiếm, thế nhưng lại là hai thanh binh khí phối hợp thêm với nhau, còn xa mới bằng được luyện ngục thần này. Dù sao, nếu đi theo đường vô cực thì chính là binh khí dài phối hợp với nhau. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang tà dị mạnh mẽ vô cùng. Ở bên trong huyệt hạ đàm, tâm tư của Kỳ Linh đều đặt trên vô ảnh thức. Một chiêu này là quỷ dị nhất mà lại cực nhanh. Hai người, ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời, Kỳ Linh mơ hồ đang ở dưới thế hạ phong. Tuy rằng tấn công càng lúc càng mạnh hơn nữa, thế nhưng vũ khí của hai tay Kỳ Linh phối hợp với nhau vẫn còn có chút khiếm khuyết, cho nên dẫn đến trên phương diện chỉnh thể có chút ở thế hạ phong. Trên thực tế, chỉ cần Kỳ Linh thi triển thần thông ba đầu sáu tay là đã có thể nhanh chóng áp đảo đối thủ. Thế nhưng Kỳ Linh lại không có xuất ruột, bởi vì đối thủ tốt như vậy hắn cũng không dễ dàng mà tìm được. Uy năng của kiếm pháp chủ yếu là dựa vào kiếm lực màu đen. Thần lực của Kỳ Linh tiêu hao quá mức nhỏ, cho nên tốc độ khôi phục có thể theo kịp tiêu hao. Vì vậy, cho dù có chiến đấu ngàn năm thì cũng không sao cả. Trận giao chiến này rằng co trọn nửa tháng, giống như kỳ phùng địch thủ chém giết nhau vậy. Kỳ Linh vừa mới đột phá kiếm lực tầng thứ tư không được bao lâu, kiếm thuật cũng càng thêm hoàn mỹ. Tuy nói trước đó ở trên Hỏa Sơn đảo hắn đã tìm hiểu được hơn một năm có thừa, thế nhưng vẫn không bằng tìm hiểu trong lúc chiến đấu với một đối thủ lợi hại chính thức, bởi vì khi đó mới phát hiện ra được kiếm thuật của mình hoàn toàn có chỗ chưa đủ. Người thắng. Luyện ngục thần bỗng nhiên thối lui. Kỳ Linh cười cười. Thời gian nửa tháng này, từ mới bắt đầu hắn còn hơi chút ở thế hạ phong, đến bây giờ thậm chí lại còn mơ hồ ở thế thượng phong. Dù sao ở trên phương diện công phạt, kiếm đạo cũng quá em hiểu. Cảm ơn, Kỳ Linh nói. Luyện ngục thần nhìn Kỳ Linh, nhếch miệng nở nụ cười khó coi. Ta ở Vạn Sơn đảo chờ ngươi vậy. Sau đó hắn lập tức tiêu tán, hóa thành vô số hỏa diễm rồi biến mất không thấy đâu nữa. Vạn Sơn đảo ư? Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Chẳng lẽ là hòn đảo thứ ba chính là Vạn Sơn đảo ư? Vèo. Sau đó Kỳ Linh lại cưỡi như ý linh xả toa, lại lần nữa tiến lên. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 137 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.